đồ bấm xe đâu mẹ đứng đấy chi. Mặc vô. Chú la kìa, chú. Mau đi về. Mặc đồ vô. Đưa xe cho con. Đưa xe cho nó. Mày con cầm đi nữa thương nè. Cái đồ bấm đâu rồi hỏi. Ở trong kia mà mày lo cái đồ bấm. Mẹ sợ nó lạc ra mày hỏi. Vô mang nãy thương. Rồi đây đây mau lên. Nó mặc qua kia nhìn nó hợp không đi. Ông Cường mua dưới hai bộ với ông Cường, chú Cường. Mua hai quần thôi. Hai quần. Ủa cái hơi ngắn. Hai quần hai áo. Hơi ngắn hả? Rồi mặc tết nhớ ông chú sao nha. Kêu nó đứng lại quá. Lại kìa, đẹp quá. Ngắn thì em lấy lên. Sao rồi ngắn? Ngắn sai nữa đi. Thế nó chật quá à, tôi thích vào rộng rộng thêm rộng nữa. Rộng rồi chú ơi. Là con nít nó màu lớn lắm. Màu lớn đúng rồi. Em nít màu lớn lắm. Bận như này bận chừng mấy tháng là bỏ à. Đúng rồi đi chú lựa bận chú. Thấy rộng rộng. Đây đây đây. Còn cái kiểu này mặc đẹp.